tin chúng tôi vừa thực hiện. Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay ngày 7 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. 24 giờ qua, toàn thành phố ghi nhận một ca mắc mới COVID-19. Đây là trường hợp lái xe đường dài tuyến thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng, test nhanh dương tính tại chốt Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đã được đưa đi cách ly. Trong ngày, thành phố cũng đã xét nghiệm hơn 7.300 lượt người. Công tác tiêm chủng tiếp tục được đẩy mạnh, tỷ lệ người tiêm mũi 1 tại thành phố Đà Nẵng hiện đạt trên 90%. Đến nay, thành phố có 53 trên 56 xã phường không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng trong 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Công tác phòng chống dịch tại địa phương tiếp tục được duy trì, quản lý chặt chẽ. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận các địa phương, đơn vị, các tình nguyện viên những ngày qua đã tích cực phối hợp hỗ trợ thuốc cho những người dân từ phía Nam trở về quê ngang qua thành phố Đà Nẵng, đồng thời khẳng định tuy tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì vậy, các ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục giữ vững, duy trì thường xuyên các công tác phòng chống dịch. Thì công tác phòng chống dịch chúng ta thì nó cũng còn khó khăn lắm, chứ không phải là thuận lợi đâu. Cho nên tôi đề nghị chúng tôi nhắc lại là đề nghị các địa phương chúng ta nghiêm túc thực hiện các cái chỉ đạo trước đây của thành phố, nhất là tại các cái chốt ra vào, tại khu dân cư, để chúng ta kịp thời phát hiện những người mà từ vùng dịch về thì chúng ta giám sát và đi cách ly theo đúng quy định. Đề nghị các địa phương, các ngành chúng ta quan tâm và luôn luôn là xác định đó là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và rất quan trọng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị các địa phương cần thường xuyên rà soát, nắm tình hình an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là cập nhật thường xuyên danh sách những đối tượng thường trú, tạm trú, đồng thời đề nghị các sở ngành tiếp tục xây dựng các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, lên phương án đón người Đà Nẵng trở về từ thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp đến.